Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh xe hơi cũ Tăng Cảng. Hôm nay Thắng sẽ mang đến cho quý anh chị 3 chiếc xe Fortuner nha. Fortuner thì xe sản xuất 2018, 2019, máy dầu, số sàn và số tự động nha. Để cho quý anh chị đang tìm những chiếc xe Fortuner để chúng ta chạy gia đình hoặc là chúng ta chạy kinh doanh dịch vụ có lợi nhuận thì có thể coi hết video. Quan tâm mẫu xe nào thì gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về chiếc xe đó nha. Chiếc đầu tiên là Fortuner, máy dầu, số tự động, xe sản xuất 2019, màu đen. Xe này thì đi lướt, đi được có 23.000 cây thôi. Xe lắp ráp Việt Nam nha. Đã được bên Thắng hoàn thiện khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp rồi. Quý anh chị lên coi xe, chúng ta ưng ý thì có thể đóng đủ tiền và nhận xe về luôn nha, không cần phải chờ đợi. Xe thì rất đẹp nha quý anh chị, đi được có 23.000 cây thôi. Màu đen thì sang trọng. Đèn, mặt ca lăng, cabo đều là zin hết luôn. Mâm lớp cũng zin, 4 lớp zin theo xe, lớp dự phòng chưa hạ. Đăng kiểm đường bộ thì còn xa nha. Đăng kiểm thì tới 2024, còn đường bộ thì tháng 9 2023. Xe được dán phim, viền che mưa, chén cửa có đủ hết rồi. Mẫu xe này thì đang được công ty chào bán mức giá là 1.007.000.000 nha. Máy dầu số tự động 2.4 AT nha. Đó, ghế chỉnh điện, cặp gương điện nè, ghế da màu nâu, có cân bằng điện tử, số tự động 6 cấp nha. Đẩy chuyển số trên vô lăng có luôn nè. Nội thất rất đẹp luôn, đúng chuẩn xe gia đình, sạch sẽ. Vô lăng nè, phím chữ còn nguyên nha. Tem sản xuất nè quý anh chị, 2019. Lắp ráp. Phía sau xe. Đó là chiếc máy dầu số tự động 2019 nha. Rồi tiếp tục chiếc thứ hai là chiếc xe máy dầu số sàn sản xuất 2018, xe nhập khẩu Indo. Xe này thì đang làm đẹp nha quý anh chị. Thì chiếc lúc nãy là hoàn thiện xong rồi thì chào bán, quý anh chị lên coi xe có thể nhận xe về luôn. Còn chiếc này thì do đang làm đẹp cho nên nếu như lên coi xe mà ưng ý á thì chúng ta chỉ đóng cọc thôi, đóng cọc để mà giữ xe, sau khi hoàn thiện thì chúng ta mới nhận xe được nha. Tại vì mỗi chiếc xe cũ bên Thắng á phải hoàn thiện hết thì mới bàn giao cho khách hàng được. Xe này 2018 đi được 52.000 cây, nhập khẩu Indo, máy dầu số sàn nha, cũng là màu đen luôn. Dự kiến chào bán mẫu xe này là 933.000.000. Máy dầu số sàn, xe nhập khẩu, kiếm những xe nhập khẩu thì không dễ nha quý anh chị. Xe mang biển số ở Vũng Tàu nè, 4 lớp zin theo xe, lớp dự phòng chưa hạ nè, gầm bệ nguyên bản luôn. Chất lượng xe thì không cần phải nói đến nha, bên Thắng thì cam kết rồi, tiền đập. Xe đã được dán phim. Đăng kiểm đường bộ còn xa, xe không có vướng tranh chấp phạt nguội pháp lý nha. Chắc khoảng tuần lễ nữa thì mẫu xe này xong hoàn thiện nha quý anh chị. Bên trong xe, xe về thì có chạy xước thì có nha. Xe cũ thì chúng ta không thể nào tránh khỏi việc chạy xước được. Những chỗ nào chạy xước thì bên Thắng sẽ tiến hành sơn, đánh bóng lại. Này, bên trong xe có ghế da đầu Android, số sàn có cân bằng điện tử nha. Phím chữ đúng chuẩn xe gia đình luôn. Xe để lâu không đi á, cho nên là bên trong ghế thì nó hơi nổi móc quá quý anh chị. Bên Thắng sẽ vệ sinh đồ lại hết, tháo ghế ra vệ sinh đồ lại hết để sàn. Trần xe sạch sẽ nha. Fortuner 2018, máy dầu số sàn nhập khẩu 933.000.000. Đó là chiếc thứ hai nha. Rồi chiếc thứ ba. Chiếc thứ ba là chiếc xe sản xuất 2019, máy dầu số sàn nha. Xe lắp ráp Việt Nam chứ không phải là nhập khẩu. Xe màu bạc. Đây. Mẫu xe này thì cũng giống như chiếc màu đen lúc nãy là hoàn thiện rồi. Quý anh chị lên coi xe thì ưng ý thì chúng ta đóng đủ tiền và nhận xe.
Xe này đi được 91.000 cây nha quý anh chị. Mẫu xe này thì khách hàng sử dụng gia đình và có chạy kinh doanh nữa nha. Nhưng mà do việc chạy kinh doanh không có thuận lợi á, kết hợp chung thôi, kết hợp chung với gia đình thôi, cho nên đã quyết định bán lại mẫu xe này. Thì xe nào mà có chạy kinh doanh dịch vụ thì hắn cũng nói luôn, mẫu xe này có nha. Còn hai chiếc lúc nãy màu đen á, là đúng nghĩa gia đình nha. Xe này thì chào bán mức giá là 967 triệu nha, 2019, máy dầu số xe. Xe 13. 4 lớp thì được thay mới rồi, dàn chân được thay mới rồi nè, 4 chiếc lớp, chính hãng Rigaton. Còn lớp dự phòng thì chưa hạ, bên ngoài thì có dán phim và che mưa chắn cửa đầy đủ. Xe màu bạc thì được cái sáng sủa hơn, dễ vệ sinh hơn nha. Còn màu đen thì hơi ngầu. Đây lớp dự phòng luôn quý anh chị. Fortuner thì không quá xa lạ rồi, mẫu xe đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu, máy dầu. Bên trong xe thì lên bộ ghế da chảy sàn, trần xe, xe sạch đẹp nha. Đó thì quý anh chị chúng ta có thể để ý thấy á, những cái xe sau khi mà làm đẹp xong á thì sạch sẽ, nó bóng loáng thơm phức như thế này nè. Còn chiếc kia thì chiếc xe nào mới về thì xe nào cũng dơ chứ. Do là chủ đã quyết định bán lại xe thì nhiều khi cũng không cần dọn dẹp xe gì hết, đồ đạc để nguyên luôn. Xe được lên đầu Android nè, xe có cân bằng điện tử. Hai mươi chín nha quý anh chị, 967 triệu. Đó là ba chiếc xe Fortuner Thắng mang đến để cho quý anh chị chúng ta tham khảo nha. 2019 máy dầu số tự động, 2019 máy dầu số sàn và 2018 máy dầu số sàn, xe nhập. Đó là ba chiếc xe. Nếu như quý anh chị quan tâm mẫu xe nào thì gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán, rồi sau đó hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế, lái thử cảm nhận nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau nha.